Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục cũng như là tiến hóa các Pokemon hệ Dock nha các bạn, hệ Ground đó. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi vào đây luyện cấp cho mấy em này trước nha. Đó, tiếp tục là cái hội quán Redbook Game thôi. Chúng ta chỉ quanh quẩn ở đây để mà làm thử thách thôi. Đó, đây, anh em mình sẽ luyện tiếp tục nha các bạn. Cái con Nidoran của mình nó đã lên cấp rồi kìa. Khá xịn. Sacrifice con Lydian này luôn nha. Học được skill Pie nè. Thay bằng Ground liền. Ok, Fire Blood luôn nha con. Rồi, run thôi các bạn ơi. Đó. Và bây giờ thì có rất là nhiều cái con Pokemon nó đang tiến hóa luôn. Cubone đang tiến hóa nè. Để mình coi thử nó sẽ tiến hóa lên con gì nha. Cubone. Quá xịn luôn. Trời ơi, và nó sẽ lên con gì đây? Đây là Marowak nha các bạn. Marowak. Ok, và Nidoran của mình nó cũng đang tiến hóa luôn nè. Đây là cái con cái nha các bạn. Đây là Nidoran. Còn con được là Nidorino hay Rina gì đó. Mình không nhớ nữa. Hình như là vậy đó. Đây. Quên, con này là Nidorina. Đó. Nidoran nó tiến hóa là Nidorina. Còn con kia là Nidorino. Cũng được thôi. Ok. Thì con Marowak này, nó bọc xương nhìn cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Nhìn khá là xịn đây. Đây, còn đây là Nidorino, mình sẽ cho nó ra tiến hóa ngoài này luôn nha các bạn. Đó, cho nó tiến hóa bằng Moonstone nha. Nidorino, đây là con đực đó nha các bạn. Con cái là Nidorina. Ok, để mình xem thử nào. Nidorino và nó sẽ lên con, wow, các bạn thấy nó bự chưa. Và đây là Nidoking nha các bạn. Để mình cởi được, cởi vẫn được nhưng mà nó đang bị lỗi cái cởi rồi. Thôi kệ nó đi. Chúng ta sẽ qua với cái con khác, đó chính là Nidorina nha. Đây là em Pokemon cái. Nó màu xanh. Con kia thì màu tím. Trời, con đực thì thích màu tím mộng mơ. Còn con này thích màu xanh dương nhạt nhạt nè. Trời ơi, và nó lên con Nidowin nha các bạn. Đây là cái con Nidowin. Và hình như nó nhỏ hơn cái con Nidoking hồi nãy thì phải. Để mình so sánh kích thước giữa hai con thử xem nào. Đúng rồi, nó nhỏ hơn thiệt các bạn ơi. Trời ơi, để mình coi kích thước thật của nó là như thế nào đây. Đây là kích thước nguyên mẫu. Con này kích thước huge, tức là kích thước lớn hơn đó các bạn à. Nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn. Khá là hay. Ok, mình sẽ cất hai cái con này vào nha các bạn. Đó, chúng ta đã có được ba em Pokemon hệ đất đầu tiên rồi. Đầu tiên trong tập ngày hôm nay luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với hai con Hippopotas này nha các bạn. Ở đây mình có một con đực và một con cái luôn. Các bạn thấy cái màu nó khác với nhau không? Quá phê luôn. Ok, và mình sẽ đến với cái em tiếp theo. Đây, em tiếp theo là River nha các bạn. River, nó đây. Rồi chúng ta lại tiếp tục luyện level cho chúng nó nữa thôi. La Phalum. Trời ơi, hỉ một skill rồi check trước. Mày hả con Rose Ray. Ai chết rồi, mình quên dùng viên đá Z rồi. Xong tui. Nó sẽ gây khó khăn cho mình rất là nhiều đấy. Tiếp tục dùng viên đá Z xem nào. Nó học được Cell Destruct nè các bạn ơi. Skill này thì cực kỳ mạnh luôn, nhưng mà nó sẽ tự nổ tung nó đó các bạn à. Lydian hả mày? Vitribelle hả? Mày hả con? Rồi đủ rồi, chúng ta sẽ run thôi. Và như đã có gì đó tiến hóa rồi các bạn ơi. Chúng ta cùng xem thử nào. Reaper nó đã tiến hóa rồi nè. Đó, quá xịn luôn. Để mình coi thử con Reaper nó sẽ lên con gì nha. Con chuột chuỗi nhìn khá là dễ thương các bạn ơi. Và con này thì nhìn nó ngầu hơn. Và đây là con Escaril các bạn à. Hippopotas của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Cả hai con luôn. Con này thì sẫm màu hơn. Và nó sẽ lên con Hippopotas màu tím và màu xám hả ta. cái con màu nhạt hơn thì nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Để tí nữa mình sẽ phân biệt con nào là con đực, con nào là con cái nha. Quá đã. Và Hippopotas nó đã lên con, đây là Hippowden nha các bạn. Con này học được Hornreal nhưng mà mình sẽ không học đâu. Cái con cái thì màu nó đậm hơn và con đực thì màu nó nhạt hơn các bạn ơi. Đây là Escaril nè. Bạn thấy không, móng vuốt của nó và cái đầu của nó được
được bọc bằng kim loại hết. Trời quá xịn. Đây là Hippopotas đực. Ồ, và con kia là con cái. Trời ơi. Nhìn hai cái màu nó sẫm sẫm nhau kìa. Mình lại tưởng hai con, một con thường một con shiny chứ, nhưng mà không phải các bạn ạ. Ok, thêm ba con nữa rồi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với những con tiếp theo nha. Đây, tiếp theo là Sendaio nha các bạn. Con cá sấu cát. Ồ, quá phơi. Sendaio. Rồi để mình xóa cái này đi. Và mình sẽ bổ sung thêm một vài em legendary mà chưa đủ cấp 100 nữa, như là Sonic và cũng như là Hoopa nè nha các bạn. Ồ, hai con này luôn. Rồi, cho hai con này xuống dưới. Ồ. Tiến hành tiến hóa cho tụi nó thôi các bạn ơi. Sơi ơi. Rose Ray. Mày hả con, cho nó skill bằng đá Z liền các bạn à. Không thì nó sẽ hành mình rất là kinh khủng luôn. Tại vì nó có skill hệ độc đó các bạn. Lydian nữa mày. Ô, học được Swagger nè. Ô, Extra Sensory. Mình sẽ không học skill này đâu. Mặc dù nó cũng khá là mạnh. Ô, rồi, được rồi. Rinh thôi các bạn ơi. Ô, vẫn chưa có con gì tiến hóa nè. Chúng ta lại tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Mày hả con, Rose Ray hả mày, Lydian hả mày. Rồi và con tiếp theo. Ồ, con này học được Grin nè các bạn à. Ta sẽ thay skill mới liền. Ồ, Sonic học được Outrest. Một skill khá là mạnh, chứ mình sẽ thay bằng Aurora Beam quá các bạn ơi. Rồi, Outrest skill hệ rồng luôn. Căng thật. Trời ơi, con gì cũng có. Con đó hình như skill nó nhiều hệ các bạn ơi. Ok, vẫn chưa tiến hóa nè. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp thôi. Sơi ơi, luyện cho tới khi nào bọn nó tiến hóa thôi các bạn ạ. Ồ, mày hả con, Lydian hả mày. Ồ, War Spirit, Power Spirit hả, mình sẽ không học đâu. Forest Dress hả mày. Ồ, và để mình xem con gì nó đã tiến hóa rồi nè. Đây là Sendaio nha các bạn, con cá sấu cát. Trời ơi, nếu các bạn là theo dõi cái series của Satoshi á, của Ash Ketchum á, đó thì biết cái con này. Nó theo rất là dai luôn, và nó có cái kiến, mắt kiến đen ở trên mắt á. Ủa, và nó tiến hóa lên Roronot các bạn à. Ồ, đã chưa. Sendaio nó đã lên Roronot rồi. Xây. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Mì hả con. Ồ, học được skill đào nè, mình sẽ thay liền. Xây. Thay máy skill mà không gây sát thương các bạn à. Rinh một phát nữa nè. Đó, Croconut. Trời, quá xịn luôn. Tôi rất là hấp dẫn. Set power mày nha con. Cho mày chưa. Sacrifice nha con. Và Fire Blast nữa. Đó. Ồ, học được Earth Power cho con Pantoy rồi các bạn ơi. Mình sẽ thay bằng Rock Term này nha. Đó, hầm đá. Trời ơi. Đây, đây là Pantoy các bạn à. Trời ơi, để nó coi nó sẽ lên con gì đây. Wow, đây là tên của một loại đồ chơi các bạn ơi. Và nó sẽ lên con. Đây là Claydon. À, giống một loại búp bê bằng đất sét quá vậy. Claydon. Ôi, chúng ta cởi được. Ô, và nó bay được các bạn ơi. Ui, cái con này nó rất là mạnh các bạn à. Tại vì nãy giờ mình học được rất là nhiều skill mà gây được quá chừng sát thương của mấy con này luôn. Cái con Claydon này nè. Kinh khủng đấy. Ok, giờ chúng ta lại tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Lại tiếp tục luyện cho ba em một cái mon nữa. Trời ơi, mày hả con. À, hai em chứ, mình làm gì còn em thứ ba đâu. Five plus nó luôn. Đó, ai da sau bị hụt nè. Hết hụt chưa con. Rồi, rinh thôi các bạn ơi. Chúng ta lại tiếp tục luyện ở đây nữa thôi. Trời ơi, nãy giờ mà cái con Croconaut cũng như là con Raihin nó vẫn chưa tiến hóa các bạn ơi. Lâu thật sự. Mày hả con. Trời ơi, học được Foul Play nè. Và như có con gì đó nó đã tiến hóa rồi kìa. Có vẻ là Croconaut của chúng ta nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Rồi, để mình coi nó sẽ lên con gì đi nha. Ồ, Rokorot. Rokorot. Nó sẽ lên con. Con này nhìn khá là xấu các bạn ơi. Nó vẫn là giữ cái hình dạng 2D nè. Ô, mà con này nó có hình dạng 3D rồi nè. Nhìn rất là đẹp nè. Đây là Crocodile các bạn ơi. Ồ, Crocodile.
Wow, con này nhìn rất là ngầu. Hấp dẫn. Lúc nào con này nó cũng muốn đi thách đấu với con Pikachu hết đó các bạn ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho con Raihan này nha các bạn. Raihan. Để mình coi Raihan này nó sẽ tiến hóa tại cấp bao nhiêu nè. Raihan. Đó. Evo. À, nó sẽ tiến hóa tại cấp 42. À, cũng khá là nhanh thôi. Trời. Tưởng gì cấp 42 thì chắc mình sẽ luyện hai đợt nữa là xong các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ cố luyện trước một đợt đi. Pokemon hệ đất mình chưa có, nó nhiều hơn những con Pokemon hệ điện cũng như là hệ hệ tiên trong những tập trước. Những tập trước nó ngắn tại tại do mình đã có rất là nhiều em Pokemon hệ điện cũng như hệ tiên rồi. Đó. Còn về hệ đất thì mình cũng còn khá là nhiều con mà chưa có đó các bạn ạ. Đó. Ây da. Forest Chest hả mày? Rồi đến thôi các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục luyện Bát Hai nha các bạn. Pokéheo một phát. Rồi, tiếp tục với Bát Hai nữa thôi. Pokéheo nữa nè. Oh, lúc nào cũng Pokéheo sẵn hết. Tiếp tục lại gặp Roserade. Trời ơi. Mày hả con? Eruption mày luôn hả con? Rồi, Fire Blast nó luôn nha các bạn. Rồi, đủ rồi. Và Raihan của mình nó đã đạt level 42 rồi đó. Và cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi nè. Bạn nhìn thấy cái tester của con Raihan nó rất là đẹp phải không? Khác với con Sandile cũng như là Rokorok hồi nãy. Và Raihan của mình nó đã lên con Raiden rồi. Học được Hammer Arm nè, mình sẽ thay bằng Smackdown này đi. Ồ, cởi được các bạn ơi. Ôi ôi, rất là đẹp luôn. Con này còn một cái bậc tiến hóa nữa, đó chính là Rhyperior. Nhưng mà mình phải trade mới được. Nên thôi, mình sẽ không có trade đâu. Tại vì mình chơi có một mình mà. Mình chỉ bắt những con gì mà trong khả năng có thể thôi. Và mình nói luôn là Legendary mình không có bắt nha, nhưng đừng có sự thử thách cho mình nữa. Ultra Beast hay là Legendary hay là thần gì đấy thì mình sẽ không bắt. Á thần thì được, nhưng mình sẽ ít công tìm hơn. Và đây có một con Kamloops nè các bạn ơi. Để chúng ta xem thử. Ồ, game. Ồ, Golett xuất hiện rồi các bạn ơi. Ha, Golett. Golett. Trời ơi, nó đâu rồi? Ồ, nó bên đây các bạn ơi. Nhìn nó chút ẻo à. Nó trái ngược với cái bậc tiến hóa cấp 2 của nó. Rồi, mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Wow. Đang tính qua đánh cái con Kamloops. Mà tự nhiên cái con này nó xuất hiện luôn. Quá xịn. Lụm mày luôn nha con. Đó, Golett. Lại thêm một em Pokemon hệ đất nữa rồi. Đó, mình sẽ xóa tên nó đi khỏi game sát nha các bạn. Ok, qua lại với em Kamloops này thôi. Ôi ôi. Các bạn nhớ là trong những season trước á, khi mình đánh cái con Kamloops á thì mình luôn được mấy mấy quả Master Ball đó các bạn à. Mình được lận hai quả đó. Tại vì những đợt trước mình toàn dùng Greninja thôi, rất là mạnh luôn. May nè con, Inferno Override nhưng mà không được nhiều sát thương cho lắm các bạn ơi. Tại vì con này nó mang hệ đất. Hệ đất, hệ đá gì đấy. Nó hành mình hơi bị đau các bạn ạ. Mày hả con, ăn hành bởi hút ba nha con. Mày nè con, cho mày một skill nữa. Ồ, skill này có vẻ thi triển hơi là lâu một xíu các bạn ạ. Nhưng mà vẫn gây được sát thương. Ồ, nó xài skill Eruption với mình kìa. Phantom Force với nó luôn nha các bạn. Phantom Force. Ui, các bạn thấy hụt bà nó thu tay lại. Bà đã chết luôn rồi, đến mệnh á. Moon Blast. Mày hả con? Vụ nổ mặt trăng. Mày hả con? Ồ, con này thì nó cho mình cái Middle Place và một cái Rare Candy thôi. Ôi, cũng không xịn cho lắm. Nhưng mà cũng được, bộ keo một phát thôi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Bây giờ mình đang lẩn quẩn ở vùng này để tìm mấy con Tawid, Torterra và Grotto đó các bạn ạ. Đó là cái bộ ba rùa cây đó các bạn ạ. Và mình gặp được con Rowlet này các bạn ạ. Con cú, trời ơi. Con cú cùng thời với con Incineroar của mình. Haha, lụm mấy luôn nha con. Tại vì mấy cái con Pokemon khởi đầu này nó rất là khó để mà xuất hiện. Một khi xuất hiện thì chúng ta sẽ tận dụng hết cơ hội có thể nha. Mày hả con, vô đi. Và lần này Tala, chúng ta đã bắt được Rowlet rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Ok. Hiện tại mình đang ở Stream Hill để mà tìm mấy con Onix, cái con rắn đá đó các bạn à. Và con Steelix.
tức là con rắn đá cấp 2 luôn, nó vẫn spawn nha các bạn, nhưng mà tỷ lệ nó thấp một xíu thôi. Extreme Hill mình vẫn đang lẫn qua lẫn quẩn nãy giờ nhưng mà vẫn chưa thấy. Hay da, hơi buồn quá. Ồ, bên đây chúng ta gặp con gì đây? Con này cực kỳ đẹp luôn. À, đây là Vivillon các bạn ạ. Vivillon. À, cái con này là cái con bướm mà mình nói trong cái tập về Pokemon hệ bọ này các bạn ạ. Nó là nó có 20 dạng luôn. Và chúng ta gặp được một cái dạng nó tại cái vùng Extreme rồi nè. Wow, xịn nha. Vivillon. Wow, bắt mày luôn nha con. Ôi sao có vẻ là khó bắt hơn một xíu đó các bạn ạ. À, với những con hệ bọ này chúng ta vẫn có thể dùng những quả bon như là Nespon nè và Netspon. Hai quả đều bắt bớ bon hệ bọ cả. Sorry. Nhưng mà trước mắt để mình dùng trước mấy quả Pokemon trước đi. À, Ultra Ball luôn đi. Chứ Pokemon thì nó quá tầm thường rồi. Ultra Ball. Và lần này không thành công cơ. Khó gì ta. Chúng ta sẽ dùng Summer Ball luôn nha. Trời ơi, Vivillon. Con này khá là đẹp các bạn ơi. Quá đẹp luôn chứ không phải là khá đẹp nữa. Ủa, bạn thấy không, cái cánh đó kìa. À, nó làm mình bị pa rồi kìa. Ây da. Cho mình một quả Summer Ball nữa nha con. Ui, có vẻ không ổn đó các bạn ơi. Bắt hơi bị lâu rồi đó. Tiếp tục là Summer Ball luôn. Wow. Tại sao nó có chút xíu mà bắt lâu quá vậy? Và vẫn chưa thành công. Ây da. Thêm một quả Summer Ball nữa đi. Hy vọng lần này là thành công nha các bạn. Ui, khó bắt thế nha. Chúng ta có nên đổi Pokemon không? Đổi qua Swanna thử xem. Đổi qua Wansna và mình sẽ dùng luôn quả Summer Ball luôn nha các bạn. Ôi ơi. Nhỏ nhưng mà có vỏ, bắt rất là khó luôn. Và lần này chà là mình đã thu phục được một dạng của Vivillon rồi. Con này thì mình sẽ dành một tập để mà thực hiện thử thách sau nha các bạn. Mình sẽ làm cái thử thách 20 dạng của Vivillon. Hay da, vẫn là mình tại vùng Extreme Hill đây các bạn ơi. Vẫn chưa thấy con rắn đá Onix xuất hiện. Trời ơi, cay thật sự. Ồ, bên đây có một ông trainer nè. Chúng ta đi qua thách đấu thử xem. À, cấp 87 hả? Ồ, Magnet Mine hả? Dứt cái con Magnet Mine này luôn. Trời ơi. La và lâm mình nè con. Ui, nó đánh mình đau vậy? Mày chết một con này. Ui, ông này có thêm mấy con Magneton nữa nè. Ghê vậy? Nhiều con khủng quá nha. Ây da, nó dứt luôn cái con anti của mình rồi. Để mình đổi qua Sonic mới được. Cloak Compact mà này con. Vẫn chưa chết hả? Căng vậy. Ui, nó cấu mình nửa cây máu luôn. Wow, mạnh thế nha. Moon Plus. Chết ngay. Outrest mà nha con. Skill hệ rộng có vẻ là không có tác dụng nhiều với con Iron này rồi. Chúng ta nên... Ây da, nó tự sử dụng hai lần rồi kìa. Và giết Sonic của mình luôn rồi. Định mệnh á. Sai shot mày nè con. Bulbasaur xuất hiện các bạn ơi. Để mình end battle mới được. Con này mình tìm rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy. Haha, và ngày hôm nay nó đã tự xuất hiện rồi các bạn ơi. Haha. Để mình coi thử Bulbasaur nó có đẹp hơn những season trước hay không. Đâu rồi ta, nó trốn đâu rồi ta. Bulbasaur, mày ở đâu rồi? Wow, nhìn khá là xịn các bạn ơi. Lụm nó luôn bằng Whipple thôi. Tự nhiên đâu ra một em. Quá đã. Và Bulbasaur đã được thu phục. Con này rất là gọn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Nó xếp ở vị trí đầu trang luôn. Mình tìm nó cực khổ thật chứ. Nhưng mà bây giờ tìm cái con rắn đá mà nó ra lại con Bulbasaur mới hay. Rồi, mình lại trở về đây và tiếp tục thách đấu thôi các bạn ạ. Này, chúng ta sẽ dùng skill khôn ngon một xíu. Ây da, hình như vẫn bị ăn hành hay sao á. Mình cảm giác là như vậy. Mày hả con? Magneton nè. Đó, cho nó bị cháy chết đi. Lava lùm nó tiếp. Iron này quýnh mình đau quá vậy. Đây là Lyron các bạn à. Không phải là Iron. Đây mới là Iron nè. Ui,
Mấy con này nó đều có cái một máu nè, cái ability các bạn ạ. Đánh thì nó sẽ trừ lại còn đúng một máu để sử dụng một hiệp nữa đó. 5 plus mà còn. Rồi mình còn có 3 máu à. Ui hên quá. Erin lần này thì chắc không qua rồi, hơi bị khó đấy các bạn ạ. Hay da hơi bị khó đây, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cố gắng đi. Erin, mình còn có 3 máu à. Chơi luôn không ta? Có nên chiến luôn không? Để mình suy nghĩ một xíu. Thôi chiến luôn đi. Sacrifice nó. Ôi ôi, nó vẫn chưa chết. Sao cái đòn quyết định như vậy mà nó vẫn chưa chết các bạn ạ? Chuyển qua Sonic đỡ vậy. Giga Impact mà nè còn. Ồ, còn trơn. Và lại thêm một em Pokemon khởi đầu nữa xuất hiện rồi nè. Lại là cái chỗ cũ đúng không? Đây là Snivy các bạn ạ. Nếu các bạn không quên thì cái tập trước mình đã thu phục được con Survive rồi. Và mình đã cho nó lên cấp cấp 3, đó chính là Superior. Nhưng mà tập này chúng ta lại may mắn thêm một em Starter nữa. Starter Pokemon nữa. Snivy. Mình xóa tên nó xem. À Snivy. Đó. Ôi xịn như các bạn. Đúng là không hổ công mà. Rồi thì ở đây mình sẽ tiếp tục luyện cấp luôn với con Golett. Hồi nãy mình bắt ở vùng sa mạc nha các bạn. Hồi nãy mà khi đang đi đấu với con Kamrup đấy. Mình còn con này nữa. Hiện tại thì mình còn hai con đáng đá, đó chính là Steelix và Onix. Và con rùa cây cấp 3 đó chính là Torterra. Mình chưa có của hệ đất thôi. Và thêm con tiến hóa cấp 2 của con Golett này nữa. Nhưng mà giờ thì Golett nó đang tiến hóa rồi nè. Và chúng ta đang bị lỗi cái camera nên không có xem được. Trời ơi buồn quá vậy. Bị lỗi rồi. Trời ơi căng thế. Và lần này Golett nó đã tiến hóa thành con Golurk các bạn à. Golurk. Ok cũng xịn thôi. Wow. Bạn thấy không, cấp 2 của Golett nó bự chưa. Kinh khủng chưa. Và con này thì nó có thể bay được nha các bạn. Đó, khi bay thì các bạn thấy cái chỗ tay và chỗ chân nó đã khác thấy không. Đó, nó xịt lửa ra các bạn ạ. Ôi ôi, sướng. Bay lên nóc nhà này cái thôi. Ôi ôi, các bạn thấy không. Đã thật sự luôn. Ok, thêm em một cái món hệ đất nữa rồi. Thì chắc mình sẽ cất này vào và cho Swanna ra. Để mà để cho tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã thu phục và tiến hóa khá là nhiều Pokemon hệ đất rồi đó. Nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.